thố Con Lân Vườn Cầu ha. Này là cái thố Sài Gòn, gốm Sài Gòn. Tình trạng của nó là lành tích hết. Ở đây nó có cái mọc nè, mọc nè, nó rất là đẹp luôn và lành tích hết. À, rất là sắc nét và đẹp ha. Đó. Đây, nắp nè. Rất là lành luôn. Đây là cái thố lồng châm. Lấy cái thước đo. Đây là cái chôn nè. Thường là mấy loại này á, ít nhiều gì nó cũng sẽ có bị khờn khờn ha. Nhưng mà cái này thì nó lành luôn, nó không có bị khờn gì hết á. Rất là đẹp ha. Đẹp đẹp. Cái thố này thì nó tầm 20 ha. Đó, chiều cao của nó. Em đo chị cái miệng nè, cái miệng thố nè. Miệng thố là 19,5 gần 20. 19,5 gần 20. Thố rất là lớn ha. Lành đẹp và có màu sắc. Cái màu sắc thì nó rất là sắc nét, không có bị lem lút gì hết. Rất là đẹp. Rồi em gửi mấy anh chị em ha. Ai yêu thích thì hãy nhắn tin hoặc là liên hệ qua số điện thoại là 0913750539 ha, liên hệ với Cường.